Thượng viện Mỹ vào ngày hôm qua thông qua một nghị quyết lên án các tổ chức da trắng cực đoan, đồng thời thúc giục Tổng thống Donald Trump lên tiếng chống lại các tổ chức chủ trương thù hận. Theo trang mạng The Hill, nghị quyết này chính thức lên án việc tấn công bạo động và khủng bố quốc nội xảy ra vừa hồi tháng trước trong cuộc meeting của nhóm da trắng cực đoan tại Charlottesville, Virginia. Các thượng nghị sĩ muốn Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và Bộ Nội an điều tra tất cả các hành vi bạo động, đe dọa và khủng bố trong nước từ các tổ chức xem da trắng là thượng đẳng, da trắng dân túy cực đoan hay các tổ chức liên quan khác, đồng thời ngăn chặn họ xúi dục thêm bạo động. Nghị quyết chính thức được sự hậu thuẫn của 57 thượng nghị sĩ, trong đó có lãnh đạo khối đa số thượng viện Mitch McConnell của Cộng hòa Kentucky trước khi được thông qua tại thượng viện vào đêm ngày thứ hai. Ông Trump từng bị cả nước chỉ trích về phản ứng của ông đối với vụ bạo động ở Virginia hồi tháng trước, bao gồm việc ông nói rằng trong một cuộc họp báo là cả hai bên da trắng cực đoan lẫn bên chống lại họ đều có những người rất tốt.